Em chào mình, em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay bên cửa hàng em lại tiếp tục lên sóng cho anh em bộ quản lý nguồn vô cùng chất lượng đến từ ETC. Đây là phiên bản D08. Hôm nay bên cửa hàng em về hàng tiếp tục được có anh em nhé. Một trong phiên bản quản lý nguồn vô cùng chất lượng cho anh em lựa chọn chơi pháo hoạt hình. Cầm lên thôi, bác đã thấy ngay và độ lặng rồi. Và vô cùng hoàn hảo khi mà chúng ta có mình một thiết bị bảo vệ an toàn cho thiết bị âm thanh hoặc là làm sự kiện thì không thể thiếu quản lý nguồn rồi. Và D08 hiện tại bên cửa hàng em xả với mức giá chỉ 1.100.000 đồng thôi, bảo ship tận luôn. Hàng hành tới 15, kiểm tra hàng chính hãng, thanh toán sau. Ngay bây giờ thì cùng với em kiểm tra bộ sản phẩm ETC D08 thôi nhé. Phiên bản màu đen dễ chịu, cái phiên bản này em thấy là anh em dễ phối đồ cho mọi phòng hát. Em có thể ghép nối trực tiếp với dàn máy âm thanh thông qua việc chúng ta cắm tất cả thiết bị ở phía mặt sau của quản lý nguồn. Và anh em đã nhớ đến công dụng của quản lý nguồn chưa ạ? Bên em Tùng luôn luôn giới thiệu cho anh em hai công dụng chính. Thứ nhất là đảm bảo an toàn, thứ hai nữa là anh em có thể bật tắt dàn máy âm thanh một cách vô cùng hiệu quả, rất là đơn giản. ETC D08 là phiên bản quản lý nguồn chính hãng và có lọc nguồn. Và đây là phần nội thất bên trong, em sẽ cùng các anh em xem trải nghiệm ngay đầu video với phần bộ lọc nguồn bên trong của ETC D08. Các bác thấy chưa? Rất chất lượng. Và với cái bộ lọc nguồn như thế này thì nó lọc tín hiệu, lọc sóng, lọc nhiễu cực kỳ tốt. Khi mà chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình, chúng ta không phải lăn tăn về vấn đề nhiễu sóng hay là nguồn điện áp xấu nữa, thì đã có bộ lọc nguồn điện sạch cực kỳ tốt và đảm bảo an toàn. Thứ hai nữa là anh em có thể nhìn thấy ngay về giao diện hình thức thiết kế rất đơn giản. Khi mà chúng ta có mình là 8 ổ cắm phía mặt sau, anh em có thể cắm được rất nhiều thiết bị âm thanh trên cùng một con quản lý nguồn này. Tức là có 8 ổ như thế này, anh em cứ cắm cho em các thiết bị vào. Và nhớ cho em một cái điều duy nhất, khi chúng ta đã cắm thiết bị, chúng ta hãy cắm cho em những cái cổng đầu tiên luôn luôn là cổng chúng ta lấy tín hiệu, tức là chúng ta sẽ cắm cho em những cái cổng như là mic, vang, lâng, tiếng, lọc xì, những cổng 1, 2, 3, 4 này luôn luôn là cổng đầu vào rồi. Còn cuối cùng thì các bác cứ cắm cho em là ví dụ như các bác có súp hay là có đẩy tủ xuất hay là có âm ly, các bác cắm cho em phía mặt sau nhé. Để khi mà chúng ta thao tác bật tắt tự động, bật theo quy trình đúng, một vài anh em thao tác sai khi chúng ta chưa có quản lý nguồn thì rất dễ gây hiện tượng là cháy nổ hoặc là có hiện tượng là bị kêu sôi sục của loa, đúng không ạ? Rất nhiều anh em gặp phải trường hợp này rồi. Và khi mà đã có quản lý nguồn thì sao? Bác muốn thao tác bật tắt vô cùng đơn giản, các bác nhấn cho em nút góc tay phải nút start này. Khi mà chúng ta nút start ra thì tức là kích hoạt cái chế độ tắt tự động hoặc là bật tự động. Các bác nhìn này, ở trên mặt màn hình này nó sẽ mất ngay các cái ký hiệu từ set 1 cho đến set 8. Và từ với đó là các cái cổng phía mặt sau đã ngưng trở thành cấp điện rồi. Chúng ta cứ cắm đúng đường tín hiệu là sẽ không bao giờ bị kêu loa nữa. Anh em nhấn một lần nữa để kích hoạt chế độ tự động bật từ 1 lên 8. Và nhớ cho em là khi mà chúng ta nhìn đấy, các cái cổng CH nó lại hiện lên từ đầu này, tức là đã có trạng thái hoạt động bình thường. Và ngoài ra anh em có thể bật tắt theo chế độ từng cổng, tức là chúng ta thao tác trực tiếp trên thân máy thôi. Các nút mềm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoàn toàn có thể nhấn trực tiếp vào để chúng ta bật tắt theo chế độ từng cộng. Tức là chúng ta không muốn bật cả dàn máy, chỉ cần một thiết bị thì anh em cứ thao tác trực tiếp trên thân máy nhé. Rất đơn giản, dễ dàng. Và mẫu D08 thì có thêm một ổ cắm nữa mặt trước để đảm bảo cho việc chúng ta có thể là sử dụng cái đầu điện dân dụng. Em thường xuyên là em hay sạc điện thoại rồi, và em cũng muốn là cái sạc của mình với điện thoại của mình nó ổn định thì em cứ cắm trực tiếp vào quản lý nguồn, nó rất là an toàn. Át chữa cháy của D08 thì nằm ngay góc tay trái màn hình của bác nhé. Át này nó sẽ tự ngắt ngay cầu dao khi mà phát hiện ra lỗ cháy chập lổ người đã quá tải sẽ đánh xuống. Át này nó sẽ tự mình ngắt ngay lập tức, nó giống như một cái cầu dao tổng vậy, rất là an toàn khi mà phát hiện ra nguồn điện xấu xảy ra với thiết bị âm thanh. Và các nhìn đây là dây cắm nguồn của ETC D08 với độ tản thì tới 250V. Chắc hẳn là những anh em đi làm sự kiện chúng ta cũng có thể là cảm thấy là yên tâm và rất là hài lòng. Thực sự là khi chúng ta đi làm sự kiện có con quản lý nguồn cao cấp chính hãng có lọc nguồn thì anh em sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em đã về được thêm lô hàng của quản lý nguồn ETC D08 với giá khuyến mại là 1.100.000 đồng, trong đó thì bên em đã bao ship. Và nhớ cho em nhận hàng chúng ta được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Và nếu như anh em đang cần một thiết bị bảo vệ an toàn cho nguồn điện áp, cho thiết bị âm thanh gia đình hay đi làm sự kiện, liên hệ ngay em Tùng theo số điện thoại bên dưới màn hình để có ngay một mức giá hấp dẫn nhất với mẫu quản lý nguồn cao cấp chất lượng ETC D08. Xin chào anh em.